Chào các bác, video hôm nay em dành cho các bác đam mê âm thanh cổ, đặc biệt là các bác đam mê đầu băng cối. Hôm nay thì bên em sẽ chia sẻ cho các bác một cái model rất là hay và hợp lý ở trong cái tầm tiền. Có thể nói là một cái model ngon bổ rẻ, rất là phù hợp cho các bác nào có cái mức kinh tế hạn hẹp. Tuy nhiên thì vẫn muốn sưu tầm cho mình những cái chiếc đầu cối giá trị. Tech A2003, vâng, đây có lẽ rằng một cái model quốc dân được khá nhiều anh em ưa chuộng bởi cái mức giá của nó thì vô cùng là hợp lý. Con này thì chạy băng 3, băng 5, băng 7 inch, 4 chắc 1 chiều, sử dụng động cơ 3 motor, 3 đầu tư, rất là bền bỉ luôn. Vâng, một cái dòng máy chạy lành và bền. Như các bác đã biết thì Tech là một cái thương hiệu đứng đầu trong dòng âm thanh đầu băng cối, và những cái model đến từ Tech cho một cái chất âm dày mượt và phần vận hành rất là bền bỉ cũng như giá thành hợp lý. Ngoài ra thì thiết kế của Tech cũng rất là đẹp. Đấy, đẹp và nó trường tồn mãi cùng thời gian. Và đây cũng là một cái model không ngoại lệ, một cái model bên em đã bán rất là nhiều. Rất là nhiều, thường là về máy nào là hết ngay máy đấy. Hôm nay thì về được một máy rất đẹp, em sẽ quay chi tiết và kỹ càng con máy này cho các bác. Và các bác lưu ý là chỉ có một máy duy nhất thôi. Mời các bác chúng ta cùng xem Tech A2300, thiết kế nó nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp cho các bác dễ dàng kê bày. Đấy, trong rất là nhiều những cái bộ dàn khác nhau, các bác có thể thấy là về phần thiết kế tổng thể, em này sở hữu một cái mặt nhôm phay màu trắng với những cái đường vân ngang nổi khối rất là đẹp. Và con này thì xuất sắc luôn, mặt của nó không một vết chảy các bác nhé. Em sẽ tháo băng ra để các bác quan sát được kỹ hơn. Em này thì mặt chưa có một vết xước luôn. Đấy, tuy rằng một em máy cỏ bình dân nhưng mà vẫn phải sưu tầm những em máy đẹp cho các bác chơi. Đấy, các bác xem giúp em phần mặt mũi đây. Đấy, đẹp, chưa có một vết chảy nào luôn, xuất sắc. Ở đây thì cộng đồng hồ công tơ mét còn rất mới. Phần logo Tech A2300 được làm bằng kim loại sáng bóng. Dòng này thì sử dụng cụm đồng hồ vô kép trông rất là cổ kính. Đấy, các cái phím volume sáng choang luôn. Đấy, với những cái chi tiết vân chảy tia rất đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần điều chỉnh tốc độ, hai tốc độ nhanh và chậm, ba volume. Một cái của đường mic, một cái của đường line và volume tập. Chế độ chuyển đổi giữa đường tape và đường sủa, các bác gạt ở đây cho em. Đấy, và đây là những cái phím dành cho cái phần record. Đấy, những phím dành cho phần record. Còn các cái phím chức năng như là play, stop hay là tour thì nó sẽ nằm ở cụm bên này. Đấy, phần record đây, công tắc nguồn nằm bên phải các bác nhé. Phần bánh tì còn rất mới. Đấy, tay cơ sáng choang luôn. Tiếp theo thì mời các bác chúng ta cùng xem. Máy thì cũng có thiết kế hai cái hồi gỗ rất đẹp, không thua kém gì những cái đàn anh lớn cả. Đấy, tuy rằng một em máy nhỏ nhưng mà cái phần nội thất của nó lại rất là gấu. Con này thì được trang bị cái động cơ 3 motor. Đấy, rất là bền bỉ, chạy rất là bền bỉ luôn. Đấy, phần nội thất phía đằng sau, tấm lắp lưng này còn chắc chắn. Phần quạt gió thì có nguyên cả một cái tấm lắp để thoát hơi tỏa nhiệt các bác nhé. Em sẽ mời các bác xem phần nội thất đây. Đấy, phần này còn rất là mới luôn, lắp lưng này. Lắp lưng này làm được chất lượng hơn cả 6.300. Em này thì sử dụng nguồn vàng giống như là Pioneer 7800. Phần cánh quạt gió trắng bóc, động cơ là 3 motor. Motor đây rất to. Đấy, 1 nhá, 2 và 3 motor. Đấy, nguồn vàng. Tất cả các cái chi tiết linh kiện đều rất đẹp và zin nguyên bản. Em này thì sử dụng xương nhôm đúc, khung sườn là xương nhôm đúc có dập nổi cả logo của Tech. Đây, phần bánh đà đây mới này, sắt xi vàng ươm luôn. Rất đẹp. Rất đẹp luôn thưa các bác. Các bác xem xuất sắc luôn, tất cả các cái vỉ mạch, chi tiết vỉ mạch. Zin nguyên bản 100%. Các bác thấy cái motor to khủng khiếp như nào. Đấy, con này thì các bác chạy thì vô tư đi. Và em đặt trần xin được báo cho các bác cái mức giá của em 2003. Thì em này thì giá vẫn bình ổn như thường lệ thôi, 7.500.000 đồng cho cái dòng sản phẩm này. Các bác có nhu cầu alo cho em.
Giá thì không bao gồm xiên băng các bác nhé, cũng như là không bao gồm phí ship. Bây giờ em sẽ lắp băng lại và mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. Đây em sẽ mở băng chế linh cho các bác chúng ta cùng nghe. 7.500.000 đồng cho chiếc Tech A 2300. Mời các bác. Cho tên tuổi ngày hôm nay. Tiếng rất tốt luôn. Con này tiếng tốt không kém gì những cái dòng 4.300, 6.300 đâu. Nhưng mà cái giá của nó rất là ok luôn cho các bác chơi. Cái đồng hồ vu này trông khá là cổ kính. Đấy, đồng hồ vu khá cổ kính và bắt mắt các bác nhé. 18 ca khúc chọn lọc bởi một số tác giả quen thuộc để kết thành băng bằng tiếng hát chế linh. Tiếng con này em rất là mê luôn. Đấy, nó vừa tiền nhưng mà nó lại rất hay. Các bác nào mà kinh tế hạn hẹp thì các bác chơi con này cũng được. Đấy, rất ok. Và bác nào có rồi thì cũng lên sưu tầm cho mình một em để chúng ta thay đổi chất âm. Con này nhỏ gọn, các bác rất là dễ bày. Các bác bày trên chốc của loa cũng được. Em đâu hay tình ta gian dối để bước phong trần tha hương. Em khóc cho đời viễn xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình. Đàn đứt dây tơ một phút tim anh ân hờn, chọn kiếp anh thương sầu như nói với anh cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mong được nên thơ, cuối cùng là tình bờ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa. Các bác có thể thấy là phần âm thanh rất là dày và mộc. 7.500.000 đồng. Em máy này thực sự là ngon bổ rẻ cho các bác chơi. Em sẽ tiến hành test qua chức năng tua máy. Để mà tua thì có gạt sang cái nút phát này và chúng ta bấm nút tua. Em sẽ chuyển qua cái phần bài khác cho các bác nghe, cũng như là test luôn cái phần chức năng tua. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại bên trên màn nhỏ của các bác nhé. 7.500.000 đồng, giá không bao gồm xương băng cũng như là không bao gồm phí ship. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc thưa các bác. Hoạt động hoàn hảo luôn. Tua chiều ngược lại luôn cho các bác xem. Đấy, rất là ổn định luôn. Các bác có nhu cầu alo cho em, một em máy đã test vận hành hoàn hảo rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.